Chào tất cả mọi người. Và trên đây mình đây đang là một con chuột nha. Con chuột LED Gaming nè. Thì cái sản phẩm này được mình đặt ở trên Lada nha, nhưng mà nó là vận chuyển từ nước ngoài. Thì vô tình đó mình lướt những cái sản phẩm vận chuyển từ nước ngoài á, thì có khá nhiều sản phẩm hay. Thì mình đã đặt khá nhiều món. Thì đây là món đầu tiên nha, là một cái con chuột nè. Thì giá của con chuột này là 400 mấy á, mình quên rồi. Và cái thời gian ship từ nước ngoài về á thì mất khoảng 1 đến 2 tuần nha. Nói chung cũng tương đối nhanh thôi. Được cái là những cái sản phẩm ở nước ngoài á thì nó sẽ có những cái sản phẩm hơi độc lạ một tí. Rồi mình sẽ inbox. Hết rồi. Thì đây chính là cái hộp của em nó nha. Một cái hộp bằng giấy cắt tông nè. Mở ra thì bên ngoài cái hộp này á không có in thông tin gì cả, chỉ dán vài tờ giấy nè. Rồi phía bên dưới ở đây sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng nha, Gaming Mouse, và tên của nó là X300. Trời ơi, rất là đẹp luôn. Và ở đây có một cái đĩa nữa. Đĩa gì bé tí nhìn mắc cửa. Cái đĩa rất là nhỏ luôn nha. Không biết cái đĩa này chắc phải cài driver hay gì vậy ta. Rồi, bỏ qua đi. Đó, và đây là chính là nhân vật chính. Trời ơi. Wow. Phải nói là cái con chuột này cực kỳ đẹp luôn. Và cảm giác cầm trên tay rất là nặng, rất là chắc tay nha. Mình sẽ đánh giá sơ qua về em nó nè. Thì đây chính là cái phần dây rất là dài luôn nha. Mình thì dùng laptop á, nên hiện tại mình vẫn chưa thích mấy con chuột dây dài lắm, nó hơi dướng díu một tí. Hiện tại thì đang dùng chuột không dây rồi. Và đây chính là con chuột nè, với một cái thiết kế rất là hầm hố luôn nha. Wow. Và con lăn này rất là đẹp luôn nha. Và ở đây sẽ có hai nút nữa nè, như là tăng giảm DPI á. Để mình để mình xem cái tờ giấy hướng dẫn nha. Đó, thì đây nè, tăng DPI và giảm DPI, đúng rồi. Ở đây sẽ có một cái, thì cái này á có thể dùng để cho mình tăng giảm cái trọng lượng của con chuột này nha. Ví dụ mình cảm thấy con chuột nặng quá thì mình sẽ tháo ra. Và tiếp đó đây là hai nút backward và forward nha. Nếu như mình sử dụng để lướt web á thì mình cực kỳ thích hai phím này luôn. Mình không cần đưa chuột lên mà để bấm phím back ở trên cái trình duyệt nữa. Mình có thể thao tác như đây rất là nhanh luôn. Tiếp đó mình thấy ở đây sẽ có một chỗ dùng để nhận nè. Mình đã hiểu cái chức năng của cái chỗ này rồi. Nó chỉ làm cho đẹp thôi chứ không làm gì cả. Thì mình đã đánh giá qua về các ngoại hình và các chức năng của cái con chuột này rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cắm thử vào máy nha. Và đây chính là chiếc laptop của mình nha. Mình sẽ cắm thử vào nè. Khi cắm vào máy tính á thì nó sẽ hiển thị ra cái đèn LED nha. Và mình sẽ tắt đèn thử nè. Thì đây chính là cái đèn LED của em nó nha. Các bạn có thể xem nè. Rất là nhiều màu luôn. Nó sẽ chuyển đều cho các màu nè, như là màu đỏ nè, màu xanh nè. Và ở trong đây, ngay đây cũng sẽ có đèn LED nha. Và khi mình bấm ngay đây nè, các bạn thấy đèn nó chớp không? Đã quá. Thật sự là mình rất thích cái đèn này luôn á. Ở phía bên trong nè, nó có hai đèn nữa nè. Và đây nè, các bạn thấy nè, như hai cái mắt nè, mũi nè. Rất là đẹp luôn. Rồi, và đèn đã trở lại với buôn làng rồi nha. Ánh sáng đã trở lại rồi. Đó, thì đây là cái con chuột cũ mình đang dùng nè. Thật sự mình phải nói á, ở đây mình đang để là full 4 cục nha. Thì cái con chuột này nặng hơn chuột này rất là nhiều luôn. Và cái cảm giác cầm rất là đầm tay. Và mình cầm á, cảm thấy rất là sướng tay luôn. Bởi vì nó có những cái gờ này nè. Thì khi bắt cái bàn cầm nè, nó sẽ giữ lại ngay đây nha. Cầm lên nè. Cái tay của mình á, nó sẽ giữ ngay đây luôn. Cảm giác rất là đã. Và mình thấy á, cái con lăn này nè, thực sự rất là êm luôn. Rất là êm, rất là mềm. Và mình cầm mình lăn rất là đã luôn nha. Và hai cái phím bấm này nè, bấm cũng rất là đã luôn. Và mình đánh giá đây là một con chuột khá là ngon, khá là đẹp luôn. Nhưng mà bị một cái á, là giá nó hơi chát một tí.
giá nó hơn 400 ngàn, nhưng mà cũng tùy nhu cầu các bạn thôi. Nếu như nhu cầu các bạn sử dụng bình thường á thì 400 ngàn thì mắc, nhưng mà với nhu cầu là gaming hay là một số công việc yêu cầu á thì mình thấy con chuột này khá là ngon luôn. Thiết kế đẹp nè, rất là nhiều phím chức năng nè, cái nút bấm ngon nha, tăng giảm DPI nè, và có thể tùy chỉnh được cân nặng nè, và thêm một cái nữa, cái đèn LED nha. Cái đèn LED này cực kỳ đẹp luôn, với rất là nhiều màu đó, các bạn thấy không? Rất nhiều màu luôn. Đường link chi tiết về sản phẩm này nha, mình sẽ để ngay bên dưới description đó. Nếu như bạn nào có muốn mua thì có thể click vào link bên dưới để tham khảo. Và mình xin kết thúc video của mình ở đây nha. Nếu như cảm thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh của mình nha. Chào tạm biệt và hẹn lại các bạn.